Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cây Sả Đen Hòa Bình.net do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dược liệu Hòa Bình cung cấp sản phẩm. Thì mình cũng đang sử dụng cái sản phẩm cây sả đen Hòa Bình và cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái công dụng tuyệt vời, đó là điều trị và hỗ trợ ung thư, ngăn ngừa tế bào ung thư, làm giảm các triệu chứng viêm gan, viêm dạ dày và điều trị về các bệnh lý ví dụ như là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và một số cái công dụng tuyệt vời khác là điều trị u biếu các bạn nhé. Thì trong những cái video trước thì mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn về những cái sản phẩm tươi, khô và cây giống và vườn của gia đình nhà mình. Thì hiện tại các bạn cũng đã sử dụng cái sản phẩm và đưa ra một số cái phản hồi rất là tốt, nhưng một số bạn còn có đang thì băn khoăn là muốn sử dụng sản phẩm, nhưng các bạn còn đưa ra một cái băn khoăn, đó là khi chúng ta muốn sử dụng sản phẩm để làm nước uống hàng ngày này, điều trị bệnh lý này, nhưng chúng ta chưa biết mua sản phẩm ở đâu để có một cái uy tín và chất lượng, và mua sản phẩm qua mạng thì nó có tốt không, có đúng với hình ảnh mà các bạn chia sẻ không. Thì hôm nay mình cũng xin cam kết với các bạn là cái hình ảnh và cái cây giống của gia đình nhà mình hay sản phẩm khô thì nó đảm bảo 100% nó là một cái sản phẩm thật, thiên nhiên và tự nhiên, bởi vì cái cây sả đen này đã được khoa học chứng minh và đã được nghiên cứu cách đây hơn 15 năm về trước. Thì gia đình nhà mình đã phải lên núi đá lấy cây giống về và đã được nhà nước công nhận và nghiên cứu, đã được đưa ra và rất là tốt để cho điều trị bệnh. Và cái núi rừng Hòa Bình thì là một trong những cái địa điểm tốt nhất để mà có một cái nguồn thiên nhiên, một nguồn dược liệu quý đã được mọi người quý hiếm và đặt niềm tin. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ với các bạn là trong suốt thời gian hơn 15 năm qua, gia đình mình đã phải mất không ít cái khó khăn để gây dựng được một cái khu vườn dược liệu, để hôm nay mình có những cái sản phẩm tốt để gửi cho các bạn. Các bạn hãy cứ yên tâm về sản phẩm và mình sẽ đảm bảo cho các bạn 100% là cây sả đen đạt chuẩn Hòa Bình luôn. Những khó khăn trong cái thời gian mà mình ươm trồng cây giống thì nó rất là nhiều. Thứ nhất là chưa biết, đầu tiên là chưa có kinh nghiệm này, sử dụng cây con hay là cành thân rễ chúng ta gieo trồng nó hay bị chết. Sau khi đó, trong cái suốt thời gian đó thì chúng ta đã sử dụng đến hạt và cây để gieo thành cây con và rồng được cái số lượng là 10.000 ha. Như tới hôm nay thì có cái sản phẩm để cung cấp cho các bạn, thì các bạn hãy yên tâm để sử dụng sản phẩm và sử dụng như thế nào để tốt cho sức khỏe và điều trị được những bệnh lý như thế nào, thì xin mời các bạn hãy để lại số điện thoại hay liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0971 477 860 để mua được cái sản phẩm đạt chuẩn cây sả đen Hòa Bình, để nó có cái công dụng tốt giúp các bạn có một sức khỏe tuyệt vời hơn. Vậy xin chào tất cả các bạn, và các bạn hãy gửi những thắc mắc và những đóng góp bên dưới video để mình có thể tư vấn và trả lời các bạn nhé. Vậy xin chào các bạn đã theo dõi video của mình.